Anh được. Báo cáo với lại quý vị và các bạn buổi chiều ngày nay ngày bao nhiêu em nhỉ? Buổi chiều ngày 22 tháng 5 năm 2024, nhân viên của bên đơn vị vận chuyển lại tiếp tục giao cho mình một cái thùng xốp để quay lại để quý vị và các bạn xem tình cảm của các thượng đế trên giải chữ S dành cho lão nông Tri Điền Khang 1861. Đơn hàng này là không đồng rồi em. Rồi. Đấy, người thượng đế gửi cái thùng hàng này đã trả tiền vận chuyển rồi, thế nên là mình chỉ có nhận thôi. Anh cảm ơn chú nhá. Chỉ có nhận thôi. Đấy. Trước tiên quay một vòng 360 độ để mọi người cùng xem. Trân trọng cảm ơn bên đơn vị vận chuyển. Bên đơn vị vận chuyển thật tuyệt vời đã vận chuyển cái thùng xốp từ Cẩm Giang Hải Dương tới đây mà vẫn còn nguyên hình nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không bể nở, không móp méo. Một lần nữa trân trọng cảm ơn bên đơn vị vận chuyển. Anh cảm ơn chú nhá. Bên đơn vị vận chuyển của chúng ta thật tuyệt vời. Bây giờ mở cái này ra xem ở bên trong là cái gì nhá. Cái này của sư huynh. Cái này của sư huynh. Sư huynh ở gì? Ở xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Và xin phép được che số điện thoại của sư huynh đi vì những lý do tế văn nhị nha. Bây giờ trong cái thời gian nhờ sự hỗ trợ của hai chi dưới giữ thì mời mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đây, đã mở xong rồi. Đấy, không biết sư huynh gửi cho cái gì đây. Đây, sư huynh qua cái lá thư đây rồi. Đấy, sư huynh có cái lá thư đây rồi. Kính gửi ông Vũ Tiến Khang. Rất vui nghe dự báo thời tiết trong đó đã có mưa rào to. Biết bao ngày mong mỏi. Điều muốn nói là radio qua tay ông các đài phát trong veo hơn cả nước mưa. Vậy tôi có món quà tặng ông cũng trong veo hơn nước mưa. Hi hi. Chấm than. Cẩm Giang ngày 17 tháng 5 năm 2024. Để chưa thấy biết là cái món quà gì nhưng mà để gửi lời cảm ơn sâu sắc tới huynh, chúc tại gia đình nhà huynh coi như thế là vạn sự như ý mà tỷ sự hanh thông. Cái sư huynh gửi cho cái gì? Amen. Ôi chàng ơi, sư huynh lại gửi cho cái này. Sư huynh gửi cho cái món trong như nước mưa thế này. Ôi trời. Ôi trời ơi. Rồi ôi là rồi. Sư huynh lại gửi cho cái